Hi everyone, welcome back to my lifestyle Cambodia. And today I have one more new video to show you how to make oil for your skincare and for your hair. ហើយការធ្វើប្រេងនេះដែរគឺយើងត្រូវការប្រេងមាន4ថាយើងត្រូវការប្រើប្រេងចាំអបាយយើងត្រូវការនោះគឺទីមួយយើងត្រូវការនោះគឺអាល់ម៉ុនយូនីតអាល់ម៉ុនអយណាយូនីតអាល់ម៉ុនអយចាអាល់ម៉ុនអយអាធើយូនីតជូជូបាចាយើងត្រូវការប្រេងនេះគឺប្រេងអាល់ម៉ុនណាចាប្រេងអាល់ម៉ុនហើយតោះមកនេះគឺប្រេងជូជូបាណាជូជូបាអយអាធើយូនីតអ៊ីសកូកូណាត់អយចាតោះមកយើងត្រូវការនោះគឺប្រេងដូងចាប្រេងដូង ខូកូណាត់អយអាប់ធើយូនីតអ៊ីសខូស្ទ័រអយចាខូស្ទ័រអយគឺគឺសម្រាប់ខូស្ទ័រអយនេះដែរគឺភេទប្រេងរហងខ្យងថងខ្វងចារហងខ្វងហើយយើងស្គាល់ណាចាខ្វងខ្វងបើតាមខ្ញុំនៅតូចតូចអីក៏ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងកាក់ពុតយើងថងខ្វងយើងនៅតាមស្រុកតាមភូមិក៏មិនសម្រួលចាបេះចោលផងណាព្រោះតែឥឡូវឥឡូវដូចអត់មាន ឥឡូវដូចអត់សឹងមានស្អាតបោកដល់រហងខ្វងហ្នឹងចាហ្នឹងត្រូវការគឺពេញរហងខ្វងចាសម្រាប់សម្រាប់ជួយស្បែកយើងឲ្យស្បែកយើងភ្លឺទន់រលោងហើយក៏សម្រាប់សក់ដែរណាចាសម្រាប់សក់សម្រាប់អ្នកសក់ស្មូលសក់បែកចុងហើយធ្វើសក់យើងដោះលឿនណាចាសម្រាប់អ្នកចង់សក់ដោះលឿនឃើញសក់ខ្មៅភ្លឺរលោងអញ្ចឹងណាជាបាសក់ខូចចាអញ្ចឹងក៏មកយើងប្រើទៀតនេះធ្វើគឺយើងត្រូវការមួយទៀតនោះគឺដបស្អាតមួយមកនេះដបស្អាតមួយមកយើងត្រូវការគឺដបស្អាតមួយមកណាដបស្អាតមួយមកដបស្អាតនេះក៏ជាការស្ព្រេមួយមកសម្រាប់ដបនេះយើងចាក់ចូលមកស្គាល់ចុះចូលចូលបាអយចូលចូលបាអយអយុ ជូផុតជូចាប់ជូជូបាអយអរអត់អយអស់យូរឡើយឬក៏យើងអាចដាក់ប្រេងផ្សេងដែលសម្រាប់តែយើងការជូចាប់របស់យើងយើងដាក់តែបន្តិចបានសម្រាប់ជូជូបានេះណាចាយើងអត់ដាក់ច្រើនទេសម្រាប់ជូជូបាដោយសារជូជូបានេះគឺយើងគ្រាន់សម្រាប់ជាមួយស្បែកអត់ធ្វើយូនីត Almond Oil សម្រាប់ After you put castor oil, chà, top up, you know, castor oil, the top up, you bring a brain hong kong, chà, castor oil. Need to some lap next by smooth. Oh, sorry, smooth. Some lap next by smooth, by the app, some lap sock. Sock
sọ dương bài trong sọ dương ấy dương đặt bạn làm ăn là mồm là mồm ba nên nhé không đặt sờ về after you need coconut oil coconut oil. Chà, bây giờ có những thời gian chút bình tốn. After you mix it all together, chà, bắt đầu mọi người cần lọc về đồng bay ở trên cho con chôn, chà, và chôn này. Nên cần lọc và chôn này mà đang sẩm đọc bài chai sọ dưỡng á. Chà, bắt đầu mọi người chôn này hay. Chứ vô một liếp lên sọ lên sẩm bài dưỡng. Dương đã tần tích nó dương phá rộp khai hay được xa rồi. Bên nhỏ nó dương phá tần tích tí ra. After you massage it on your skin. Chà bởi bóng dương massage viết. Chà dương dương viên mà massage lên sạch dương á. Massage lên sạch dương rồi có lơ on your skin or your hair. Bởi bóng dương đặt ở trái dùng massage via lơ bãi dưỡng thì có lơ sọ chai vô thổ liệt lơ sọ dưỡng chai hay bờ sống đạp bờ dưỡng ớt nhiệt ấy khó trốn á dưỡng khó tập hình không có bao này đôi sống đạp này sọ khôn chà sọ khôn bờ con sọ sát chà sọ sát dưỡng liệp tập hình không dục lá dưỡng liệp hình không cấp tắc dưỡng liệp hình không tóc và tóc mó là nghĩ lá như ôi là nghĩ rằng dốc lá dương liêm bình đông tốt lắm lá dương người như các bạn là dương người dương liêm sợ trên cọ nông phủ các cứ sợ dương xa ra chán ý dương dùng mà massage lúc bãi dương đi sửng đập sửng bãi chứ sửng đập này bãi xuống hay nào sửng đập sọ nữa dương massage chẳng nữa dương massage via dập bê đậm tuy thèm đậm với trong tóc oil cho dương trong tóc còn trắng cả bán á hay dương trong cho bê cho tập sắc cả nát lại tập đau ổn á sao mà dương massage hay chú về trong cả bán nhé mình sản phẩm này bài sút bài tay bài giấy tờ chui chón á chui cho mình tên chui bài dương chui chui được dương miên ở mai chui ha chui ở chủng rùa cao cha 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 bài phim chui chủng rùa cao cha cha cao cha dương ngọt cha cha chui chủng rùa cao cha cha chui chủng rùa cao cha cha dương á đầm bay ở con cá chả đang tranh ở cha cái hồi ba giờ tôi xong lên rồi hơi mình đừng quay cha chắc ngày nay bị tốt nên anh cứ nên là còn này thế cha nhé mình còn lắng này nhé như xin đã bị tốt hết chà và xong ở con xong đập ca tang tang tu sơn ai biết được ô xong ở sắc của bài được ốc nia sắc của bài được ốc nia độc si được tu tiền miền tan được ốc
thank you so much everyone who always watch my video, support my channel. I want to say thank you so much. Because I take care of you all.